Hôm nay lại còn có hai quả bóng bay của Jordi nữa. Không, quảng cáo cho hộ cho to đi. Xin chào Ngô Thùy Linh. Xin chào em, xin chào tất cả các chị. Không, tất cả. Xin chào Vân Nguyễn. Đi con. Chạm gì thêm mới chí mà. Không mua hàng rồi giảm giá. Được. Em xin chào tất cả mọi người. Xin chào Nguyễn Nguyên. Em xin chào tất cả các chị ạ. Các chị vào chia sẻ bài hộ em để mua lô dạ hôm nay cực kỳ đẹp các chị nhé. Nhà em có dạ ngắn, dạ dài. Em vừa mở kiện hôm nay cực kỳ đẹp luôn. Xin chào Lan Duy Lê, em xin chào tất cả các chị. Các chị vào chia sẻ bài hộ em để mua dạ dài, em bán đồng giá 190k. Có chia sẻ còn 180k, dạ ngắn 150k, chia sẻ còn 140k các chị nhé. Siêu phẩm em báo giá các chị sau, hôm nay có rất nhiều siêu phẩm luôn. Xin chào, em xin chào các tất cả các mọi người. Vào chia sẻ bài hộ em đi ạ, các chị vào chia sẻ bài hộ em. Chia sẻ lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em các chị nhé. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ. Lên các trang cá nhân và trang hội nhóm. Xin chào Vương Thùy. Vương Thùy hôm nay có rất nhiều dạ đẹp đấy, ưng nên chốt đi, xong rồi mai chị gửi hàng luôn, ngày mai ngày kia chị gửi hàng luôn cho. Xin chào Sóc Nhỏ, em xin chào mọi người. Xin chào Huy Vũ. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài em bán dạ đồng giá 190k, chia sẻ còn 180k, dạ ngắn thì 150k, chia sẻ còn 140k các chị nhé. Các chị vào, mỗi chị cho em xin một chia sẻ. Chia sẻ bài hộ em. Xin chào Nhật Linh, em xin chào tất cả mọi người. Các chị vào chia sẻ bài hội lên trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em nhé. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ. Cho đông đông các chị vào em làm. Dạ hôm nay rất là đẹp luôn các chị nhé. Có em nào kiểu em có nhiều Vương Thùy nhá, hôm nay hóng đi, hôm nay có rất nhiều cái kiểu choàng choàng đẹp đấy Thùy nhá, nhiều dạ choàng đẹp cực kỳ, chủ yếu là dạ ép với dạ mịn thôi, nhà em chủ yếu là dạ ép và dạ mịn các chị nhá. Hàng nhà em là hàng của Hàn, hàng của Hàn cực kỳ thời trang, chất thì các chị không phải lo. Xin chào Nguyễn Thị Dung, chất của Hàn, chất dạ của Hàn này các chị không phải lo nhá, cực kỳ yên tâm luôn. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Xin chào Nghiêm Thị Thúy nhá, chia sẻ bài hộ em. Em đảm bảo các chị là dạ hôm nay cực kỳ đẹp luôn. Dạ vừa đẹp, giá vừa rẻ. Chia sẻ các trang hàng thùng nha mẹ. Xin chào Vương Thùy Linh nhá. Vương Thùy Linh ơi, hôm nay ưng cái gì xong rồi chị gửi hàng. Xin chào Hương Thỏ. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em cho đông đông các chị vào em làm. Chia sẻ bài hộ em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhé. Hàng hôm nay rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài cho em dạ dài 190k của 180k, dạ ngắn 150k của 140k. Ôi hôm nay các chị vào lâu nhờ, chậm chậm nhờ. Vào hộ em đông đông để em bắt đầu làm các chị nhé. Sổ màu đen để con làm gì? Sao tóc hôm nay xù xù lên vậy? Đã chưa chải đâu. Hả? Đã chưa chải đâu. Chải đâu chứ? Sổ màu đen. Ừ, có ai nắm con rồi mà đâu. Chải đâu chứ? Nhẹ hay cũng nhìn lắm. Xin chào Hoa Hướng Dương nhá. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Vào chia sẻ bài hộ em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm để em bắt đầu làm nhá. Dạ dài 100, dạ dài 100, đồng giá 190k, chia sẻ còn 180k.
Dạ ngắn 150k, chia sẻ còn 140k. Hàng của Hàn rất là đẹp luôn, các chị vào chia sẻ hộ em đi. Xin chào Thanh Võ nhé. Thanh Võ hình như hôm nọ có một cái ở đây. Em bắt đầu làm các chị nhá. Hôm nay các chị chia sẻ bài cho em đi. Hôm nay xong mà các chị vào chậm chậm nhà, chia sẻ bài hộ em đi cho đông đông, các chị vào em bắt đầu làm. Con lấy cái máy bên đây con chia sẻ đi này. Xong rồi. Xong chưa? Con đang gọi lẽ lắm. Vậy đi. Hôm nay mạng các chị có thấy bị chập chờn không? Mạng có ổn định không ạ? À? Mạng ổn định không? Để em bắt đầu làm nhá. Dạ rất là đẹp luôn các chị nhá. Dạ cực kỳ đẹp luôn. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Xin chào Phạm Thị Thu Hằng. Em mở đầu bằng em dạ màu xanh này. Cúc sừng nhá. Em dạ màu xanh cúc sừng mới tinh luôn, dạ ngắn. Dạ ngắn 150k, chia sẻ còn 140k nhá. Các chị chỉ cần bỏ ra một vài giây chia sẻ là mỗi áo được bớt 10k rồi đấy các chị nhá. Nên các chị chịu khó chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em để em bắt đầu làm nhá. Em mở đầu bằng em dạ màu xanh này. Màu xanh chia sẻ bài cho em còn 140k hàng nhá. Hàng hiệu luôn, chất thì mịn đét luôn các chị nhá. Chất mịn đét luôn. Dạ là xanh cúc sừng này. Em này rất là đẹp luôn. Em này có mũ các chị nhá. Em này có mũ này, chia sẻ bài hộ em đi các chị, chia sẻ bài hộ em đi ạ. Đây. Em này là cho các chị dưới 53-54kg thôi nhá. Ai mà em chịu khó thế nhỉ? Ôi chị chào Trần Thu Hằng nhé. Dưới 53-54kg này. Đây, cái này dạ cúc sừng màu xanh rất là đẹp, mới nguyên luôn. Cái này thì mới nguyên si luôn. Xin chào Ánh Ngọc, chia sẻ bài cho em dạ ngắn còn 140k, dạ dài là còn 100, dạ dài là 190k, chia sẻ còn 180k, dạ ngắn 150k, chia sẻ còn 140k. Đây là em cúc sừng màu xanh này. Đây các chị nhé, cúc sừng màu xanh rất là đẹp luôn nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Dưới 53-54kg thôi. Em chia sẻ bài cho em còn 140k thôi các chị này. Em này em để mã số 36, duy nhất một chiếc thôi. Hàng nhà em mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng nhé. Em đảm bảo với các chị là không có chiếc thứ hai đâu nhé. Mã số 36, em dạ màu xanh. Dạ màu xanh, dạ cúc sừng, dạ ngắm đấy. Hàng hiệu luôn, em màu xanh đấy là hàng hiệu luôn các chị nhé. Đây, hàng hiệu luôn, chất mịn đét gần như mới nguyên luôn. Cái em đấy gần như mới nguyên, mới đến 99% luôn. Em có em màu đỏ này rất đẹp này. Em màu đỏ này cực kỳ đẹp này. Áo dạ dài là 190k. Xin chào Linh Dương Thúy. Dạ dài là 190k, chia sẻ là còn 180k thôi các chị nhá. Các chị chỉ cần bỏ ra một vài giây chia sẻ bài cho em để mỗi áo được bớt 10k. Hả? Không, cái nào mẹ bảo thì ghi mà không thì thôi. Cái dạ đỏ này rất là xinh, chất mịn đét luôn. À, em có cho các chị size lớn nhá, các chị đợi em một chút nhá. Em có áo cho các chị size lớn đấy. Đợi em một chút, cái này mới nguyên, mới 98-99% luôn này. Dạ ép mịn mới. Đây em này là dáng dài, cho các chị cao cao một chút nhá. Đây. Em này là dưới 53kg thôi các chị nhá. Dưới 53kg, chia sẻ bài cho em còn 180k này. Dưới 53kg, cái này rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài cho em còn 180k nhé. Đây, cho các chị dưới 53kg, từ 45 đến 53kg nhé. Cái này thì cực kỳ xinh luôn, có duy nhất một chiếc thôi. 190k, chia sẻ bài cho em còn 180k. Đây, dáng như này này, đẹp cực kỳ luôn. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Em này em để mã số 32. Mã số 32. Hàng rất là đẹp luôn, mã số 32. Em có rất nhiều kiểu nhá, các chị đợi em một chút nhá. Đợi em một chút, các chị chốt hàng kèm mã và số điện thoại hộ em. Kèm mã và số điện thoại chia sẻ bài hộ em chiếu này lên. Xin chào Lâm Mỹ Anh nhá. Kèm mã và số điện thoại chia sẻ bài hộ em. Em có một em dạ suông màu hồng rất là xinh này. Em thấy ghi là size M. Vừa đấy 52kg, chị 51kg này. Em cao 1m58, nặng 51kg các chị nhá. Các chị cứ nhìn em, các chị suy ra nhá. Hàng em tuyển cực kỳ cẩn thận luôn. Mỗi cái có một chiếc duy nhất, không có chiếc thứ hai đâu. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng, chia sẻ bài hộ em. Chia sẻ bài hộ em. Đây, em có một em màu hồng này rất là xinh này. Em này thì cho các chị dưới 54kg thôi. 45 đến 54kg nhá. 190k, chia sẻ bài cho em còn 180k. Đây, cái này cực kỳ đẹp luôn. Dạ suông năm nay đang rất là hot luôn. Mỗi cái có một chiếc duy nhất. Xin chào Lê Huyền. Cái nào mà bị lỗi thì em sẽ báo với các chị nhá.
cái nào lỗi thì em báo với các chị, nên các chị yên tâm khi mà em tuyển hàng và hoặc là khi em là hàng á, thì là khi em là từng chiếc một thì cái nào lỗi thì em bỏ ra rồi. Đây, cho các chị dưới 54 kg, các chị yên tâm hàng em tuyển cực kỳ cẩn thận luôn. Em này em để mã số 1, mã số 1 dưới 54 kg, chia sẻ bài cho em còn 190k thôi. Báo cái hàng này nó không mất cúc đâu, chỉ có là... hàng hàn này nó không bị mất cúc. Nếu mà nhỡ may mà mất cúc thì em khi mà em gửi hàng, em soát hàng á, thì em sẽ kiểm tra kỹ cho các chị và em sẽ đơm cúc cho các chị, nên các chị cứ cực kỳ yên tâm nhá, không phải lo đâu. Hàng này nó không mất cúc như hàng Hồng Kông mà chất thì cực kỳ đẹp, nên các chị cứ yên tâm, không có chiếc thứ hai đâu, em đảm bảo là các chị không có chiếc thứ hai đâu. Em có một em dáng choàng màu đen này. Xin chào Mộc An Nhiên. Cảm ơn Hương Thùy nhé. Các chị yên tâm, hàng em bán thì các chị cực kỳ yên tâm. Đây, em có em choàng màu đen này rất là xinh này. Đây, cái này là cho các chị dưới 55-56 kg. Dưới 55-56 kg nhé. Cái này rất là đẹp luôn. Hàng này chất cực kỳ mịn luôn, mịn đét luôn. Cái này là cho các chị dưới 55-56 kg. Em cao 1m58, nặng 51 kg này. Em mặc hơi rộng một chút nhé. Các chị dưới 54-55 kg. Em này em để mã số 20. Mã số 20. Đây là cổ lông này, rất là lông mềm mượt luôn nhé. Mã số 20 cực kỳ đẹp, chia sẻ bài cho em còn 180k. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ nhé. Em có một cái màu vàng. Đây, cái này rất là xinh này. Màu vàng, màu nâu, màu vàng bò ấy. Treo lên không này. Đây, hàng đây các chị nhé. Màu vàng bò, pha da báo. Chị cảm ơn Mộc An Nhiên nhá. Em đang có rất nhiều hàng này, các chị đợi em làm dần nhá. Các chị đợi em làm dần. Đợi em một chút, em làm lần lượt. Cảm ơn Trần Nga nhá. Đây, cái này thì rất là sang chảnh luôn. 190k, chia sẻ còn 180k nhé. Cái này là cho các chị dưới 56 kg này. Dưới 56 kg, quay đầu lại. 20 của Khánh Ngọc. Khánh Ngọc kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài hộ em đi ạ. Các chị chốt hàng kèm mã và số điện thoại và chia sẻ bài hộ em nhé. Nhà em mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Em đảm bảo các chị là hàng nó không bị trùng nhau cái nào đâu. Khánh Ngọc kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài hộ em ạ. Kèm thông tin số điện thoại và chia sẻ bài hộ em để em chốt hàng cho các chị nhé. Đây, cái này rất là xinh. Chia sẻ bài cho em, cái này pha da báo này đẹp. Em này em để mã số 97. Mã số 97 này. Đây, 190k, chia sẻ bài cho em còn 180k. Em đảm bảo các chị là không có shopsy nào bán dạ rẻ như nhà em đâu nhé. Em tuyển hàng cực kỳ cẩn thận luôn. Em này em để mã số 97. Mã số 97. Mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Các chị thích cái gì các chị cứ tự tin cho hàng. Em có một em dạ ép miếng này, dạ ép một lớp này. Dạ ép một lớp nhé. Khánh Ngọc chốt hàng kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài hộ em nhé. Khánh Ngọc nhé. Dạ ép một lớp hàng hiệu này. Hàng hiệu màu xám. Cái này các shopsy khác họ bán 350-400 đấy các chị nhé. 350-400 nhé. Em dạ ép này cho các chị dưới 60 kg. Dưới 60 kg, quay đầu lại nhé. 50-60 kg, quay đầu lại. Dạ ép một lớp, cái này rất là đẹp luôn. Đây, 190k, chia sẻ cho em còn 180k thôi. Cái này cho các chị size lớn dưới 60 kg nhé. Em này em để mã số 13. Mã số 13, dạ ép một lớp, cái này đẹp lắm, mới tinh luôn. Dạ ép một lớp. Mã số 13. Em có một cái dạng ngắn rồi, dạng ngắn có mũ này. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Vào chia sẻ bài hộ em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhé. Em có cái này dạng ngắn là 150k, chia sẻ bài cho em còn 140k nhé. Đây, cái này là có mũ đấy. Cái này là cho các chị 60 kg, quay đầu lại này. 60 kg, quay đầu lại nhé. Cái này đẹp lắm, cái dạng ngắn sọc này rất là đẹp này. Chất cực kỳ thích luôn. Cái này mới nguyên này, cái này gần như mới nguyên luôn. Em này em để mã số 25. Mã số 25, 60 kg, quay đầu lại. Cái này các chị có thể phối cho em với cái quần jean nhé. Phối cho em với quần jean nhé. Em xin phép các chị cho Trần Nga xem lại cái màu đỏ một chút nhé. Cho Trần Nga xem lại cái màu đỏ một chút này. Mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Cái này là cho các chị dưới 52-53 kg thôi. 100,
190k chia sẻ còn 180k. Dạ mịn đét gần như mới nguyên luôn. Em này là em để mã số 32, mã số 32. Các chị thích thì các chị cứ quyết đi, hàng đầu mùa vừa rẻ vừa đẹp luôn. Hàng em tuyển cực kỳ cẩn thận. Mã số 32. Không có chiếc thứ hai. Em đảm bảo các chị là không có chiếc thứ hai đâu nhá. Hàng rất là đẹp. Xin chào Thanh Nghĩa. Xin chào Yến Nguyễn. Thanh Nghĩa ơi, hôm nay ưng cái gì xong chị chốt đơn luôn nhá. Ưng cái gì xong mai chị chốt đơn luôn. Ok Vương Thủy, để luôn. Nó nhìn xa xa mà vẫn nhìn thấy cái lắc chân à. Mắt tinh thế, em này là hàng hiệu này. 32 của Trần Sĩ. Trần Sĩ chốt hàng kèm cho em xin thông tin số điện thoại nhá. Các chị chốt hàng kèm mã số điện thoại và chia sẻ bài hộ em ạ. Chốt hàng kèm mã và số điện thoại chia sẻ bài hộ em. Các chị chốt hàng kèm mã và số điện thoại chia sẻ bài hộ em. Em này là cổ lông trồn lông thật luôn nhá. Em này rất là xinh này. Trần Sĩ chốt hàng kèm, em này hàng hiệu luôn. Chất rất là thích, bên trong là lót lụa luôn nhá. Xin chào Hiền nhá. Chia sẻ bài hộ em đi. Trần Sĩ. Trần Sĩ chốt hàng kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài hộ em ạ. Các chị chốt hàng kèm mã số điện thoại và chia sẻ bài hộ em để em chốt hàng cho các chị nhá. Chia sẻ bài thì mới mua giá được giá 180k nhá. Em có cái này rất là xinh luôn. Cái này là cho các chị dưới 51kg thôi. Cái này dưới 51kg. Phần này các chị có thể tháo rời ra. Cái này mới nguyên luôn. Mới nguyên luôn nhá. Dưới 51kg. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Chia sẻ bài cho em còn 180k. 190. Trần Sĩ mà lấy cái áo đỏ thì kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài hộ em nhá. Ok, nhìn thấy thông tin của Trần Sĩ rồi. Trần Sĩ chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài cho em đi. Chia sẻ bài để mua với giá 180k nhé. Cuối buổi live em sẽ kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị. Nên các chị chịu khó bỏ ra một vài giây chia sẻ bài cho em đi thì mới mua được giá 180k áo dạ dài. Đây, em này rất là xinh luôn. Cổ lông thật luôn đấy ạ. Có thể tháo rời ra nhé, các chị có thể tháo rời ra. Em này em để mã số 59. Em cao 1m58, nặng 51kg. Mã số 59. Mã số 59. Hiền à, Hiền ơi, em, à, tớ tư vấn sai, nếu mà Hiền thích cái nào thì nhắm cho tớ nhá. Tớ cao 1m51, nặng 58kg, à, cao 1m58, nặng 51kg này. Các chị cứ nhìn em xong các chị suy ra nhá. Em có dáng dài nhá, có rất nhiều dáng dài, các chị đợi em một chút nhá. Cái áo dạ đỏ nó của Trần Sĩ đấy. Em có một cái da báo này, cái da báo này hàng hiệu luôn nhá. Hàng hiệu. Em xin chào chị Tình Nguyễn nhá. Em tư vấn rất là cẩn thận rồi, nhà em chủ yếu là dạ ép và dạ mịn các chị nhá. Chủ yếu là dạ ép và dạ mịn, không có dạ xù. Cái nào dạ xù em sẽ báo với các chị luôn. Em có một cái da báo này là 100, em bán 150k, chia sẻ cho em còn 140k thôi này. Đây, cái da báo này chất kiểu mỏng nhẹ nhàng thôi nhá, nó không dày quá đâu. Chất mỏng nhẹ nhàng cho các chị dưới 60kg, dưới 60kg. Đây, cái này dưới 60kg nhá, 150k chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này mới tinh nhưng mà chất mỏng nhẹ nhàng thôi. Ok Hiền, để tớ kiếm theo nhá. Em này em để mã số 24, cái này mới lắm. Mã số 24, 150k chia sẻ còn 140k. Em có dạ ép một lớp nhá, các chị đợi em một chút. Em có rất nhiều hàng đẹp, các chị cứ từ từ đợi em làm lần lượt. Em có một cái nâu tây dáng dài tiếp này. Nâu tây dáng dài rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài hộ em. Trần Sĩ nhớ chia sẻ bài hộ em thì mới mua được giá 180k. Đây, em này rất là xinh này. Em choàng dài này. Đây, phần trong đây là phối lông hết nhá. Phần trong đây là phối lông hết. Em này là 190k, chia sẻ bài cho em còn 180k. Cho các chị dưới 57-58kg. Dưới 57-58kg. Dáng choàng dài này. Dáng choàng dài này các shopsy khác họ bán. À có Trần Sĩ nhá, nhưng mà hôm nay em làm áo dạ thôi. Hôm nay em làm áo dạ thôi. Xin chào Thúy Lương. Thúy Lương ơi, hôm nọ hình như có mấy cái chân váy là cái nick nào chốt đó Thúy Lương nhỉ? Đang còn để đây, hôm nay định nhắn tin mà chưa nhắn được. Em này là dạ mịn đét luôn các chị nhá. Dạ mịn đét, màu này cực kỳ tây luôn. 190k chia sẻ bài cho em còn 180k. Em này em để mã số 94. Mã số 94. Dưới 57-58kg, quay đầu lại. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ.
chia sẻ bài hộ em, hàng hôm nay rất là đẹp luôn. Mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, em có một cái này màu rất là xinh. Đi bốt vào cho nó đẳng cấp, nóng lắm Phương Thủy ạ. Hôm nay vừa sắm được đôi dép đây này. Cho nó cao cao thêm một chút. Em này đang còn nguyên tang mác của bên Hàn nhá, chất dạ mịn. Ừ đúng rồi, Thúy Lương có chân váy đây. Ưng cái gì xong rồi chị chốt đơn chị gửi sau nhá. Hôm nay chị định nhắn tin mà bận quá chưa nhắn tin được. Em có cái này là cho các chị 55kg cho đến 65-67kg này, cho các chị size lớn nhá. Cái này mới nguyên 55-65-67kg. Chị chưa gửi đâu. 55-65-67kg. Có cái dây rút này, có cái dây rút nhá, cái này rất là đẹp luôn. Chia sẻ bà cho em còn 180k. 59 dạ ngắn đúng không chị? 59 là cái nào con? Em này em để mã số 58. Mã số 58 này, cái này đẹp lắm. Cho các chị size L, size XL. Cái này là đến giữa đùi nhá Yến Nguyễn nhá. Cái này là đến giữa đùi đấy. Chia sẻ bài là còn 180k thôi. Không có chiếc thứ hai đâu, nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng, em đảm bảo là không có chiếc thứ hai đâu. Em tiếp một em dạng này rất là xinh này, màu tây này. Màu này tây cực kỳ luôn nhá. Em này là có mũ à? Em này có mũ, em thấy ghi là size M mới nguyên nhá. Bên trong là lót lụa đấy. Bên trong là lót lụa. Em này chất thích lắm. Chất kiểu dạ len nhưng mà cực kỳ thích luôn nhá. Đây, màu này tây, cái này mới nguyên này. Em này mới nguyên luôn các chị nhá. 150k chia sẻ bài cho em còn 140k này. Đây, em này xinh lắm. Cho các chị 55kg quay đầu lại. 54-55kg quay đầu lại nhá. Ôi cái cổ này rất là sang này. Chia sẻ bài cho em còn 140k thôi nhá. Đây, 150k chia sẻ còn 140k. Em này có cái đai. Có cái đai nhá. Xinh, em này xinh lắm. Em này em để mã số 90 này. Mã số 90. Em này có cái cổ rất là xinh. Mã số 90. Mỗi cái có một cái duy nhất thôi các chị nhá. Không có chiếc thứ hai đâu. Mỗi chiếc có một cái duy nhất, không có chiếc thứ hai đâu. Các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Em có em màu kiểu tím tím. Màu kiểu tím tím này. 90 của chị Tình Nguyễn. 90 của chị Tình Nguyễn. Xin chào Nhung nhá. Dung Nguyễn sau rồi, Dung Nguyễn sau rồi. Em có cái này rất là đẹp này. Ô Nhung đang xem đấy. Cái này kiểu tay lửng lửng như này rất là trẻ trung các chị nhá. Cái này mới nguyên luôn. Cái này kiểu chất dạ len mới nguyên nhá. Em xin chào chị Thu Trang Nguyễn nhá. Dạ len mới nguyên này. Chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. 190 chia sẻ còn 180. Cái này em cao 1m58, nặng 51kg. Em mặc vừa jean này. Cái này em mặc vừa jean nhá. Cái này rất là xinh dáng này các chị này. Mặc vừa jean luôn. Em này em để mã số 37. 51kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. Mã số 37. Cái đấy rất là đẹp. Hàng rất là độc luôn đấy. Em tiếp một cái này rất là xinh, có mũ này. Cái này là dạ đấy, chất dạ. Cái này kiểu như dạ xù các chị nhá, nhưng mà mới nguyên. Xin chào Hoa Quách. Chia sẻ bài hộ em đi. Một cái này. Chị Tình Nguyễn ơi, chị chia sẻ bài hộ em nhá. Chia sẻ bài hộ em để mua dạ ngắn với giá 140k. Và dạ dài các chị chia sẻ cho em còn 180k thôi. Em có em này mới này, mới đến 98-99% luôn. Em này có mũ này. Em này là màu sữa các chị nhá. Em này là màu sữa này. Cho các chị dưới 53-54kg quay đầu lại. Dưới 53-54kg quay đầu lại nhá. Cái này dáng rất là đẹp, kiểu dáng xuông xuông như này. Còn cái này là khóa. Phần này là kiểu như da xịn ấy. Da màu sữa, phối da màu sữa xịn luôn nhá. Đây, chia sẻ bà cho em còn 180k thôi. Duy nhất một chiếc thôi. Em này em để mã số 83. Mã số 83 cái này, đẹp. Mã số 83. Xin chào Bon Bon nhá. Chia sẻ bài hộ em đi các chị, chịu khó chia sẻ bài hộ em nhé. Em có một cái sập dáng suông này. Size cái này là cho các chị size lớn. Xin chào Lê Nguyên Nhi. Cho các chị size L, size XL này. Size L, size XL. 65-70-75kg cơ. Cái này là 60-70-75kg cơ nhé. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Cái này cho các chị size L, size XL mới mặc được nhé. Em 51kg em mặc rộng quá. 51kg em mặc rộng quá, dáng free size đấy. Em này em để mã số 5. Mã số 5 này, cho các chị size lớn. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Hôm nay các chị chầm chầm này. Chia sẻ. Em có một cái dạ em một lớp này các chị này.
83 55 kg vừa không? Dung Nguyễn ơi, em tư vấn sai cẩn thận nhá. Em tư vấn sai cẩn thận nên các chị chịu khó nghe em tư vấn nhá. Chịu khó nghe em tư vấn một chút nhá. Em này là cho các chị sai lớn tiếp này. 60 kg cho đến 70 75 kg nhá. Dạ ép một lớp có duy nhất một chiếc thôi. Màu màu lông chuột nhá, dạ ép một lớp này. Chị nào vừa hỏi dạ ép một lớp sai lớn nhá, cái này sai lớn. Dáng rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Em đảm bảo các chị là không có shopsy nào bán dạ rẻ như nhà em đâu. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Em này em để mã số 107. Mã số 107 dạ ép một lớp. Cái này dạ ép một lớp ấy, cái này đẹp lắm. Mã số 107. Em có một cái dạ ngắn này. Dạ ngắn màu nảnh xinh, màu kiểu hơi rêu rêu ấy. Dạ ngắn cái này kiểu mỏng mỏng nhẹ nhẹ thôi nhá. 150k chia sẻ bài cho em còn 140k. Đây. Cái này cho các chị dưới 53 kg thôi. Dưới 53 kg nhá. Cái này có khóa. Dưới 53 kg thôi. Chia sẻ bài cho em, chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này đẹp dưới 53 kg thôi nhá. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này em để mã số 66. Mã số 66. Mã số 66 cái này. Các chị chia sẻ bài cho em đi ạ. Em có một cái dạ len cổ này rất là xinh. Dạ len nhá các chị nhá. Dạ len này. Cái này là các chị chia sẻ bài. Con này là kiểu dáng lửng lửng các chị nhá. Một cái này thì chất cực kỳ dày dặn này. 150k chia sẻ bài cho em còn 140k cái này này. Cái này là kiểu dáng, cái này các chị có thể phối cho em với quần legging ôm hoặc quần legging ôm hoặc là quần jean ấy. Đây. Dưới 54 kg quay đầu lại thôi. 54 kg quay đầu lại nhá. Đây. Em này rất là đẹp luôn. 54 kg quay đầu lại. 150k chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này em để mã số 17 này. Mã số 17. Cái này đẹp lắm. Kiểu dạ len nhưng mà mới tinh chất cực kỳ dày dặn nhá. Bên trong là có lót lông một lớp bông ấy. Bên trong có lót một lớp bông ấy các chị nhá. Em này các chị phối cho em với quần jean hoặc là quần legging á đẹp. Đây. Móc nào các. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em. Em có một cái màu xanh cổ vịt này. Có chị nào thích cái màu xanh cổ vịt? Cái này là dạ ép mịn luôn nhá. Màu xanh cổ vịt. Hàng hiệu nhá. Đây. Hàng em tuyển cực kỳ cẩn thận nên các chị yên tâm nhá. Cực kỳ cẩn thận luôn. Em này là cho các chị dưới 53-54kg thôi. Dưới 53-54kg nhá. Đây cái này đẹp lắm, dưới 53-54kg mới nguyên luôn. Cái này mới nguyên luôn. Em này chia sẻ bài cho em còn 180k. Em này em để mã số 40. Mã số 40 chia sẻ bài cho em còn 180k. Mã số 40. Hàng rất là đẹp. Chịu khó chia sẻ bài hộ em đi ạ. Em có một cái áo lông này các chị này. Có một cái áo lông này. Ad không thấy gì nhỉ. Cái này là cái áo lông size bé thôi các chị nhá. Dưới 50kg thôi. Chia sẻ bài cho em còn 140k này. Dưới 50kg thôi nhá. Đây. Lông nhân tạo nhưng mà rất là đẹp luôn. Lông nhân tạo nhưng mà cực kỳ mềm đẹp nhá. Đây. Màu này rất là tây luôn. Dưới 50kg thôi các chị nhá. Size S thôi. Dưới 50kg. Em 51kg em mặc vừa đấy. Dưới 50kg. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái đấy là lông nhân tạo. Em đấy là lông nhân tạo đấy các chị ạ. Đẹp cực kỳ luôn. Em có một cái màu nâu tây này. Màu nâu tây nhá. Cái này là 150k. Chia sẻ bài cho em còn 140k này. Đây. Cái này kiểu dáng bụi bụi á. Dáng bụi bụi cho các chị dưới 57-58kg. Dưới 57-58kg nhá. Đây. Màu nâu tây dưới 57-58kg. Chia sẻ bài cho em còn 140k cái này. Em này em để mã số 110. Mã số 110 em này có hai cái túi. Có hai cái túi rất là xinh luôn. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Chị chào Thủy Tiên nhá. Chị có Khánh Ngọc nhá. Khánh Ngọc lúc nãy chốt cái kia cho chị xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài hộ chị đi. Xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài để chốt hàng các chị nhá. Em có một cái nâu tây này, đây là siêu phẩm luôn. Em này là siêu phẩm luôn nhá. Đây. Siêu phẩm luôn, hàng rất là đẹp luôn. Cái này dạ ép. Bên trong lót một lớp lụa. Em này cho các chị size lớn đấy. Em 50kg em mặc rộng này. Các chị 55kg cho đến 65kg này. Cao 1m6 này.
55 đến 60 kg, 60 67 kg, cao 1m6 nhá. Em này gọi là siêu phẩm luôn, màu nâu tây nhá. 190k chia sẻ bài cho em còn 180k. Em này em để mã số 87 này. Mã số 87. Màu nâu tây nhá, màu nâu tây, mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, cái này rất là đẹp. Mã số 87. Cho các chị size L, size XL. Size L, size XL, mã số 87. Size L, size XL, 190 chia sẻ còn 180. 90 chia sẻ còn 180. Hàng rất là đẹp. Em có một cái dạ đỏ ngắn này. Cái này size chắc là size S thôi. Đây. Cái này rất là đẹp này. Có em nào dành cho size nhỏ không chị? Có Vương Thùy nhá. Cái này là cho các chị dưới 51kg này. 150k chia sẻ bà cho em còn 140k. Đây, cái này là có cái phần khóa khóa như này nhá. Đây, cái này đẹp lắm. Mới tinh luôn, cái này mới tinh luôn nhá. 150k chia sẻ bài còn 140k cái này này. Đây. Dưới 51kg, em 51kg em mặc vừa jean này. Cao 1m58, nặng 51kg mặc vừa jean cái này luôn. Em này em để mã số 26. Mã số 26. Cái này đẹp thì cái dạng ngắn này đẹp. Kim Thiên ơi, lấy cái nào thì bấm mã hộ chị nhá. Bấm mã và chia sẻ bài hộ em đi ạ. Các chị chốt hàng kèm mã và chia sẻ bài hộ em nhá. Kèm mã và chia sẻ bài hộ em. Kim Thiên lấy cái nào kèm mã và chia sẻ bài hộ chị. 26 của Kim Thiên. Kim Thiên chia sẻ bài hộ chị đi. Chia sẻ bài hộ chị đi. Em có cái này còn nguyên giá của bên Hàn luôn. Cái này cho các chị size lớn tiếp này. Dạ F. Cái này đẹp lắm. Dáng xuông xuông này nhá. 55kg cho đến 65kg. 55 đến 65-67kg. Hoa quách xong rồi. 55 đến 65-67kg này. Cho các chị size lớn nhá. Cái này rất là sang chảnh luôn, 1m6 trở lên nhá. 1m6 trở lên mới mặc được cái này nhá. Màu này rất là đẹp. Chia sẻ bài cho em 190, chia sẻ bài cho em còn 180. Em này em để mã số 55. Mã số 55. Cái này là mã số bao nhiêu rồi? 26 à. Tiếc nhỉ. Vương Thủy ơi, cái nào mà tiếc nhỉ Vương Thủy? Tiếc cái nào đấy? Em có một cái màu đen này dáng rất là đẹp, màu đen dạ ép nhá. Màu đen các chị mặc năm này qua năm khác không bao giờ bị lỗi mốt đâu. Áo màu đen như này, đây. Bên trong là lót lụa hàng hiệu luôn. Chị ship chậm Kim Thiên nhá, ship chậm thôi. Ship là tầm khoảng 35k, 35k đến 40k thôi, dưới 40k trở lại thôi. Tùy từng tỉnh nhá, nếu mà em ở xa ấy. Cái chị vừa mặc tiếc à? Em này đẹp này các chị này, đây. Em này là dạ ép mịn luôn nhá, chất cực kỳ thích luôn. Chia sẻ bài cho em còn 180k, 190 chia sẻ còn 180 thôi. Em này rất là xinh này. Dưới 54kg. Dưới 54kg nhá. Em này đẹp lắm. Dưới 54kg. Em này em để mã số 109. Mã số 109. Dạ đen đẹp. Chia sẻ bài cho em. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em. Thiên Kim ơi, chia sẻ bài cho chị đi. Chia sẻ bài cho chị thì mới mua được giá 140k cái áo đỏ đấy nhá. Áo đỏ ngắn đấy. 150k chia sẻ bài còn 140k. Hàng rất là chuẩn luôn đấy, các chị chịu khó chia sẻ bài hộ em. Em có một cái màu kiểu tây tây này nhá. 109 của Trần Sĩ. Trần Sĩ chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em đi nhá. Các chị chịu khó chia sẻ bài hộ em. Ôi cái này đẹp lắm các chị này, đây. Hàng rất là đẹp luôn. Chị cảm ơn Thiên Kim nhá. Các chị chịu khó chia sẻ bài hộ em. Cái này nó có mũ chất cực kỳ dày dặn luôn nhá. Chất cực kỳ dày dặn luôn. Đây. Màu như này các chị nhá. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Em này là cho các chị dưới 55-56kg quay đầu lại. 55-56kg quay đầu lại nhá. Em này chất cực kỳ dày dặn chắc chắn này. 55-56kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 180k. 190 chia sẻ còn 180. Đẹp cực kỳ luôn. Cảm ơn Trần Sĩ nhá. Các chị chịu khó bỏ ra một vài giây chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ thì mới mua được cái giá rẻ các chị nhá. Mỗi cái bớt được 10k. Em này em để mã số 52. Mã số 52, cái này đẹp này. Cái này đẹp chất cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Duy nhất một chiếc thôi. Mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng cho em. Em đảm bảo là hàng đầu mùa nó rất là đẹp luôn. Dạ nhà em là dạ Hàn, nó hàng đầu mùa rất là đẹp. Em có một cái dạ này, màu đen tiếp này các chị này. Màu đen đẹp lắm. Xin chào Nguyễn Thị Hằng. Chia sẻ bài hộ em.
Đây, một em đen dáng choàng dài này. Một em đen dáng choàng dài cho các chị dưới 57 kg. Dưới 57 kg nhé. Màu đen này các chị mùa đông các chị phối với váy ở bên trong, màu gì các chị cũng mặc được luôn nhé. Dưới 57-58 kg. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Đây, cái màu đen dáng choàng này rất là đẹp luôn. Đơn giản thôi nhưng mà cực kỳ sang chảnh các chị nhé. Dạ Hàn Quốc thì màu nó trầm trầm màu nhưng mà dáng dạ rất là sang luôn. Em này em để mã số 50 này. 190 chia sẻ còn 180. Mã số 50 dáng choàng dài. Em này là dáng choàng dài nhá, đẹp. Em đấy rất là đẹp. Em có một cái dạ sọc. Dạ sọc cái này hình như tay lỡ. Em này đẹp. Em này là 150 chia sẻ còn 140 các chị này. 150 chia sẻ còn 140. Cái này là cho các chị dưới 53 kg. Dưới 53 kg nhé. 150 chia sẻ còn 140 dưới 53 kg. Cái này đẹp lắm, dáng tay lửng này rất là ăn chơi luôn. Xin chào Bill siêu nhân, rơi con. Đây. Dưới 53 kg. 53 kg quay đầu lại. 150k chia sẻ còn 140. Em này em để mã số 74. Mã số 74. 52 chị mét 6 vừa không? Không. 50, 52 chứ. Xem cái 52 xem em. Chị đợi em một chút em xem lại nhé. Đợi em một chút em xem lại. Em có một cái dạ. Chị ơi cái này vừa nhá. Cái này rất là đẹp luôn nhá. 50kg. Dưới 57-58kg mặc là đẹp nhá. Đây. Em cao 1m58 nặng 51kg. Em cao 1m58 nặng 51kg. Nên các chị cứ nhìn em các chị suy ra cho dễ nhá. Nhìn em các chị suy ra cho dễ. Nếu mà chị lấy thì bấm mã cho em. Lấy thì bấm mã cho em. Em có một cái dạ ép này, dạ ép dáng lỡ này. Dáng lỡ này. Đây. Dạ ép dáng lỡ. Cái này là 150k chia sẻ còn 140k này. Dạ ép dáng lỡ này. Cái này cho các chị dưới 58-59kg. Dưới 58-59kg nhé. 150k chia sẻ còn 140k. Cái này rất là đẹp luôn. Em này em để mã số 93. Mã số 93. Hàng nhà em là không có chiếc thứ hai đâu. Nên các chị thích cái gì các chị cứ chốt hàng nhé. Em đảm bảo với các chị không có chiếc nào trùng chiếc nào đâu. Em bao lỗi và bao độ mới cho các chị luôn. Bao lỗi bao độ mới luôn các chị yên tâm. Yên tâm. Em có một em dáng choàng dài tiếp này. Dáng choàng dài nhá. Đóng cửa lại em vừa ổn đây. Đây. Em này là cho các chị dưới 54-55kg. Dưới 54-55kg quay đầu lại nhá. Em này dáng rất là đẹp này. Xin chào Lan Dương. Đây. Dưới 54-55kg thôi. Em cao 1m58 thì em mặc nó hơi dài một chút đấy. Đây. Đẹp lắm, em này dáng suông đẹp lắm. Chia sẻ bài cho em còn 180k. 190 chia sẻ còn 180. Em này em để mã số 81. Mã số 81. Mã số 81. Cái này đẹp, cái này rất là đẹp luôn. Em có một cái len khoác nó lận ở đây em làm luôn đấy các chị này. Len khoác này là hôm nọ em bán 140.000. Hôm nay còn có một cái này em bán cho các chị. 81 của Vương Thùy. 81 của Vương Thùy. Len khoác này chất cực kỳ dày dặn đẹp các chị nhá. Hôm nọ là em bán 150k. Hôm nay còn một cái này em bán cho các chị 80k thôi. Còn một cái duy nhất này. Mới tinh luôn. Em bán cho các chị 80k thôi. Len khoác nhá. Len khoác này các shop si khác họ bán 250 đấy. 250 đấy các chị nhá. Chất cực kỳ dày dặn luôn. Em này là cho các chị 57-58kg quay đầu lại. 80k 57-58kg quay đầu lại này. Em len khoác này rất là đẹp. Hương thỏ sau rồi, hương thỏ chốt 81 sau rồi. Em này em để mã số 12. Cái này mới lắm, mã số 12. Còn một cái duy nhất thôi em bán cho các chị 80k, mã số 12. Không có chiếc thai, em có một cái áo màu đen này rất là đẹp, dáng màu đen đẹp lắm. Cái này có đai này. Màu đen thì các chị mặc không bao giờ bị lỗi mốt hết. Năm này qua năm khác luôn. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Hương thỏ đang... Đây, em này rất là xinh này các chị này. Dưới 51-52kg thôi. Dưới 51-52kg. Đây, chia sẻ bài cho em còn 180k này. Cái này xinh cực kỳ luôn. Dưới 51-52kg. Dáng đây các chị nhá. Em này đẹp lắm.
Em này em để mã số 60. Em này là chất nó không dày quá đâu các chị, chất mỏng nên các chị trong miền Nam có thể mặc tốt nhá. Đây, đẹp. Dưới 51-52kg. Em này em để mã số 60. 60, mới đến 97-98% luôn. Mã số 60, mới 97-98%. Em có một cái dạ đen suông này các chị này. Dạ đen suông này rất là đẹp này. Chia sẻ bài cho em 190, chia sẻ còn 180. Em này hàng hiệu tiếp luôn nhá. Hàng hiệu của Hàn luôn. Hàng rất là chuẩn. Lô dạ này rất là đẹp các chị, mà không chốt thì cực kỳ tiếc luôn đấy. 60 của Thanh Nghĩa, 60 rất là đẹp Thanh Nghĩa nhá. Có một cái duy nhất thôi. Em này là cho các chị 62kg quay đầu lại. 60-62kg quay đầu lại dáng suông này. 60-62kg quay đầu lại dáng suông nhá. Em này đẹp lắm, dáng suông này. Chất này. Chia sẻ bài cho em còn 100 chia sẻ bài cho em còn 180k. 190 chia sẻ còn 180. Thanh Nghĩa ơi, chia sẻ bài cho chị đi. Chia sẻ bài cho chị thì mới mua được giá 180k nhá. Đây, cái này đẹp. Em này em để mã số 33. Cúc ơi, em hỏi cái nào ấy nhỉ? Hôm nào qua nhà chị đi, ở gần qua nhà chị đi. Qua nhà chị cho thoải mái. Em có một cái màu rêu. Có một cái màu rêu, xin chào Phạm Hiền. Màu rêu này là kéo khóa nhá. Made in Korea, màu rêu kéo khóa này. Con này làm ăn gì chi ạ? Con nó đang mệt anh. 33 là bố trẻ con à? Mới kiếm được một em thôi Hương Thọ. 60 của Thủy Tiên. 60 chốt rồi đúng không? 60 chốt rồi. 60 Thủy Tiên sao rồi em? Bố trẻ con chốt 33 kèm cho em xin thông tin số điện thoại nhé. Cảm ơn Thanh Nghĩa. Các chị chốt hàng kèm mã và số điện thoại cho em ạ. Kèm mã và số điện thoại cho em nhé. Ừ, bố trẻ con chốt 33. Chốt 33 kèm cho em xin thông tin số điện thoại. Cái này cho các chị dưới 60kg quay đầu lại. 150k chia sẻ bài cho em còn 140k cái này này. 150 chia sẻ còn 140. Đây. 33. 180 chia sẻ còn 180. Bố trẻ con cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài hộ em nhé. Cho số điện thoại và chia sẻ bài hộ em để em chốt hàng cho các chị. Em này em để mã số 62 hay là chốt cho vợ? Chốt cho bố trẻ con. 33 của bố trẻ con. Bố trẻ con chốt cho vợ chắc rồi. Em có một cái này màu vàng bò. Màu vàng bò. Màu vàng bò này các chị này. Dáng suông tiếp nhá. Dáng suông rất là đẹp luôn nhỉ. Chia sẻ rồi, cảm ơn. Đây. Cảm ơn Thanh Nghĩa. Cái này là cho các chị 58kg quay đầu lại. 58kg quay đầu lại. Bố trẻ con là em là ai? Hương Thỏ. À, bố trẻ con là Hương Thỏ à. Vậy ghi Hương Thỏ đi cho nó dễ. Hương Thỏ chị ơi, kèm số điện thoại cho chị đi. Kèm số điện thoại cho chị đi em. Và chia sẻ bài cho chị nhé. Đây. Em có cái này này, rất là xinh nhá. Rất là xinh luôn. Chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. Xin chào Thủy Trần. Em này em để mã số 14. Mã số 14 nhá. Đẹp lắm, mã số 14. Cứ ghi là Hương Thỏ. Em có cái này dạ ép một lớp này. Trời ơi, cái này đẹp cực kỳ luôn các chị nhá. Dạ ép một lớp. Dạ ép một lớp. Ôi cái này tay lửng nữa, rất là thời trang luôn nhá. Ok, cảm ơn Hương Thỏ, nhớ chia sẻ bài cho chị nhá. Nhớ chia sẻ bài cho chị này. Cái này này. Dạ ép một lớp này. Cái này là cho các chị size 55kg cho đến 65-67kg mặc mới đẹp nhá. Em 51kg mặc rộng quá. 55 đến 65-67kg này. Hoặc 70kg mặc vẫn tốt đấy. Thủy Trần chốt 14. Thủy Trần 14, cái 14 đây đẹp lắm Thủy Trần ạ. Đây. Cái này dạ em một lớp nhá, dạ em một lớp này các shop si khác họ bán 400 đến 450 luôn đấy các chị nhá. Không có shop nào bán rẻ như nhà em đâu. Nên các chị thích các chị cứ tự tin chốt hàng thôi. Đây, các chị cứ nhận hàng nhà em là các chị biết về chất lượng. Chất lượng và độ mới thì em bao hết cho các chị luôn. Em này em để mã số 56. Mã số 56, cái này dạ em một lớp đấy. Cho các chị size M lớn hay L. Size M lớn hay L. Mã số 56. Em có cái này dạ len màu, cái này kiểu như là dạ muối tiêu ấy. Dạ len muối tiêu này các chị này. Cho các chị dưới 60kg quay đầu lại nhá. 60kg quay đầu lại, dạ len muối tiêu này. Đây, chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. 190 chia sẻ còn 180.
Em này em để mã số 39. Mã số 39, cái này đẹp này. Mã số 39, dạ muối tiêu. Mã số 39. Em có một cái dạ màu sọc. Có một cái dạ sọc này các chị này. Dạ sọc nhá. Các chị chịu khó chia sẻ bài hộ em đi, mỗi chị cho em xin một chia sẻ. Thủy Trần chia sẻ bài cho chị đi, Thủy Trần nhá. Chia sẻ bài cho chị đi. Cuối live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị. Em này cho các chị 60kg cho đến 70kg nhá. 60 đến 70kg này em mặc nó rộng quá. 60 đến 70kg em mặc bị rộng quá. Em này em để mã số 57. Mã số 57. 60 đến 70kg mới mặc được cái này. Mã số 57. Em có một cái váy dạ nó lận ở trong kiện dạ của em này. Đây cái này rất là mới luôn. Váy dạ màu đen em bán cho các chị 100k thôi nhá. 100k cho các chị dưới 51kg thôi. Dưới 50-51kg thôi này. Mới nguyên luôn nhá. 100k váy dạ màu đen. Dưới 50-51kg. Em này em để mã số 96. Mã số 96. Em này mùa đông các chị phối cho em với áo ôm ở bên trong ấy. Rất là đẹp luôn. Dáng đẹp, dáng của Hàn đấy. Dáng của Hàn. Em có một cái dạ ngắn này đẹp này các chị này. Dạ ngắn chất mỏng mỏng nhẹ nhẹ thôi. Các chị trong miền Nam mặc nhá. Hôm nay các chị hơi trầm. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Dạ ngắn này chất mỏng mỏng thôi. Một chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này các chị có thể mặc với chân váy ấy. Đây. Cái này đẹp lắm. Các chị có thể mặc với chân váy bút chì á. Dưới 51kg nhá. Dưới 51kg. 45 đến 51kg các chị mặc với chân váy bút chì cái này thì quá đẹp luôn. Chia sẻ bài cho em 96 của Hiền Tuấn Minh. 96 của Hiền. Cái này đẹp lắm các chị này. Đây. Dưới 51kg em 51kg em mặc vừa jean này. Cái này các chị phối với cho em với chân váy nhá. Hiền Tuấn Minh của Hiền, Hiền ấy á, Hiền học với mình ngày xưa. Em này em để mã số 16. Mã số 16 cái này mới nguyên. Phần này là kiểu bằng lụa nên rất là sang luôn. 150k chia sẻ còn 140k. 50k chia sẻ còn 140k. Em tiếp một em dạ choàng màu đen này. Dạ choàng màu đen thì các chị mặc không bao giờ bị lỗi mốt hết. Em đảm bảo các chị luôn đây. Cái này đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Ok, cảm ơn Hiền, nhìn thấy thông tin của Hiền rồi. Đây, em này cho các chị dưới 52kg quay đầu lại nhá. 52kg quay đầu lại. Huy Vũ ơi, em ở Bỉm Sơn Thanh Hóa chị nhá. 16 của Hoa Quách. 16 của Hoa Quách. Cái này đẹp lắm các chị này. Chia sẻ bài cho em còn 180k. 190 chia sẻ còn 180. Hiền Tuấn Minh và Hoa Quách chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em thì mới mua được giá em đọc các chị nhá. Của Hiền là cái áo à, của Hiền là cái váy đúng không? Đây cái này đẹp lắm. Cái này giải các chị mà khoác ngoài váy á, thì cực kỳ sang. Em đảm bảo các chị cái này chất rất là thích luôn. Em này em để mã số 71 dưới 52kg mặc đẹp. Mã số 71 dưới 52kg mặc đẹp. Mã số 71. Màu đen này sang chảnh lắm. Dạ rất là đẹp. Mã số 71. Em có một cái dạ ngắn tiếp này. 71 của Vương Thùy. Vương Thùy thích sáng choàng cái đây đẹp lắm Vương Thùy ạ. Em có một cái dạ ngắn này thì tuyệt đẹp luôn này các chị này. Gọi là cực kỳ đẹp, cực kỳ mới nhá. 150k chia sẻ còn 140 thôi. Cảm ơn Hiền nhá. Đây. Cái dạ ngắn này từ 55kg cho đến 60kg mặc đẹp nhá. 55 đến 60 em mặc bị rộng này. 55 đến 60 chia sẻ bài cho em còn 140 thôi. Của em không có mục. À Hoa Quách ơi, em vào hẳn phay của chị đi, xong rồi có mục chia sẻ đấy. Vào hẳn phay của chị đi. Đây. 55 đến 60kg chia sẻ bài cho em còn 140k nhé. Đẹp nhờ, cái này đẹp lắm. Mới nguyên luôn đấy, cái này mới nguyên luôn. Em này em để mã số 98. Mã số 98. Đẹp lắm, mã số 98. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Tiếp một em choàng đen ép này. Choàng đen dạ ép nhé. Dạ ép một lớp, choàng đen dạ ép một lớp này. Dạ ép một lớp này các shop khác họ bán rất là đắt luôn ấy. Choàng đen dạ ép một lớp cho các chị 55kg quay đầu lại. 55kg quay đầu lại này. Dạ ép một lớp nhé. Đây, cái này rất là đẹp này. Em đảm bảo các chị là lô dạ này em cực kỳ ưng ý luôn. Dạ ép một lớp chia sẻ bài cho em. Chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. Chia sẻ bài còn 180k. Em này là dạ ép một lớp. Cảm ơn Hoa Quách. Em này em để mã số 63.
em lấy lô hàng này được rẻ nên em mới bán giá như vậy cho các chị đấy. Chứ không có shop nào, em đảm bảo các chị là không có shop nào bán như nhà em đâu. Em có một cái này màu kiểu màu ghi. Đây có một cái này giống cái màu đen này Thủy Trần này, giống cái màu đen 71 đấy. 63 của Thủy Trần, 63 của Thủy Trần. Đây, em này là cho các chị dưới 65 kg quay đầu lại 150k chia sẻ bài cho em còn 140k. 65 kg quay đầu lại 150k chia sẻ còn 140k này. Cái này dạ ép mịn luôn, mới tinh nhá. Cái này mới tinh luôn. Em này em để mã số 86. Mã số 86, cái này thì mới nguyên nhỉ. Mới đến 100% luôn, 100% luôn. Bình Nguyễn ơi, em hình như em có, chị đợi em một chút nhá. Em có là em làm luôn, đợi em tí. Em có một cái màu rêu này. Màu rêu. Cái đấy em 53 kg thì mặc quá đẹp Thủy Trần nhá. Cái màu đen đấy 53 kg mặc quá đẹp. Tại chị hơi lùn nên chị mặc nó không không được ấy lắm. Chị có 1m58 thôi Thủy Trần mà mặc cái đấy thì quá đẹp. Em có cái màu rêu này. Có cái màu rêu nhá. Chia sẻ bà cho em còn 180k. Cái này cho các chị dưới 52 kg thôi. Dưới 52 kg. Em này em để mã số 85. Mã số 85. Cao mét số 2 là người mặc đẹp. Em chỉ ước là em cao được 1m6 thôi các chị ạ. Em cao 1m58 mà em hơi lùn nên em mặc đồ nó không được đẹp cho lắm. Em có cái màu lông chuột này đẹp lắm. Màu lông chuột, không có chữ thứ hai đâu, cái đấy giả ép đấy Thủy Trần. Cái này trần bông nhẹ bên trong các chị nhá. Trần bông nhẹ bên trong. Chị mà cao một tí là chị lấy chị mặc luôn rồi đấy, đẹp lắm. Em cái này rất là đẹp này các chị này. Ôi tay lửng cái này xinh nhỉ. Cái này là cho các chị 60 kg quay đầu lại. 60 kg quay đầu lại nhá. Dáng này sang lắm. Dáng này sang cực kỳ luôn. 60 kg quay đầu lại. 85 của Dung Lê. 85 của Dung Lê. Cái 85 đấy màu rêu rất là đẹp. Ôi cái này sang lắm các chị này. Chị nào chốt cái này cho em này, sang cực kỳ luôn. Có duy nhất một chiếc thôi. Chị đừng đụng chạm. Gì đấy Thùy ơi. Ôi em này sang nhờ. Em chắc luôn. Lùn là Vương Thùy còn lùn hơn cả chị à. Em này em để mã số 45. Mã số 45. Cái này choàng sang chảnh nhờ. Cái này sang chảnh lắm. 190 chia sẻ còn 140 này. Sang chảnh. Cực kỳ sang chảnh. Lùn chán quá. Lùn mặc áo không đẹp được. Mặc đồ không đẹp được. Một cái cúc sừng màu đen tiếp này. Một cái cúc sừng này. Cúc sừng đẹp. Cái này trần bông nhẹ bên trong các chị nhá. 150 chia sẻ còn 140. Cúc sừng màu đen này. 150 chia sẻ còn 140. Cho các chị 55 kg quay đầu lại. 55 kg quay đầu lại. Ok, cảm ơn Dung Lê. Nhìn thấy thông tin của Dung Lê rồi. Dung Lê chia sẻ bài cho em đi Dung Lê nhá. Chia sẻ bài hộ em đi. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Các chị chia sẻ bài hộ em đi nhá. Chia sẻ bài hộ em. Đây 55 kg quay đầu lại. 150 chia sẻ còn 140. Cái này là cúc sừng. Vậy mà chỉ thích mặc dài thôi. Em cảm ơn chị Hoa. Em này em để mã số 76. Mã số 76 này. Mã số 76. Em xin chào chị Hương ạ. Xin chào chị Hương đi. Các chị mỗi chị cho em xin một chia sẻ nhé. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ. Em có cái này rất là đẹp này. Đẹp lắm, cái màu đen này dáng suông rất là đẹp này. Màu đen thì các chị mặc không bao giờ bị lỗi mốt. Cái này thì mới này. Mới nguyên si luôn. Chia sẻ bài hộ em, các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Đây. Em này dáng suông, dáng choàng suông dài nhá. Dáng choàng suông dài. 55 kg quay đầu lại. 54-55 kg quay đầu lại. Cái này mới nguyên. 54-55 kg quay đầu lại mới nguyên này. Cái này đẹp lắm. Cái này các chị choàng ngoài váy cho em rất là sang. Mùa đông các chị choàng ngoài váy body cho em. Em này em để mã số 19. Mã số 19 ạ. Các chị chia sẻ bài hộ em đi. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Mã số 19. Tiếp một em dạ ép dáng choàng. Có con đỏ size S nào nữa không chị? Có em nhá, đợi chị tí đi. 19 của Vương Thủy. Vương Thủy tinh mất thế. Em có cái này là hàng hiệu luôn này. Hàng hiệu nữa luôn các chị nhá.
chia sẻ bài cho chị đi đấy Phương Thùy nhá, chia sẻ bài cho chị đi. Dạ ép một lớp tiếp. À không, cái này dạ ép. Dạ ép bên trong lót lụa nhá. Bên trong lót lụa này, cái này là cho các chị size lớn ấy. Hàng cái này là hàng hiệu luôn này. Hàng hiệu này, hàng hiệu của Hàn này. Xẻ như này nhá. Cái này là cho các chị 60kg cho đến 70kg thì mặc đẹp này. 57, 58 cho đến 60, 70kg nhé. Cái này em 51kg em mặc lướt quá. 51kg mặc lướt quá. Cái này là dạ ép đấy ạ. Đây cái này có cái xẻ này sang lắm. Chị nào lấy cái này mặc rất là sang này. Em này em để mã số 31. Mã số 31. Đây cổ đây các chị nhé. Mã số 31. Cảm ơn Vương Thùy. Chia sẻ tiếp cho chị đi. Em có một cái vàng này, đẹp các chị này. Cái vàng dạ ép. Dạ ép size bé thôi, hàng hiệu luôn. Mới tinh tình tinh luôn, cái này mới tinh tình tinh luôn. Đây, dạ ép nha. Dưới 53kg thôi. Dưới 53kg thôi ạ. Cái này đẹp này. Độ mới thì mới đến 99-100% luôn. Mới 99. 31 của chị Hương Đinh, cái đấy dạ ép đẹp lắm chị Hương Đinh ạ, sang lắm. Đây, mới đến 99% luôn. 190k chia sẻ bài cho em còn 180k. Cái này dạ ép nha. Dạ ép mới tinh nhá các chị nha. Em này em để mã số 106. Mã số 106. Chia sẻ bài hộ em. Các chị chia sẻ bài hộ em đi. Mỗi hôm là dạ ép này là em bán 230k chia sẻ còn 220. Nhưng mà hôm nay các chị hơi chậm nên em bán rẻ cho các chị. Cho các chị nhộn nhịp lên cho em thôi. Em bán lỗ đó. Đây em có cái này là cho các chị dưới 53kg thôi. Dưới 53kg nhé. Đây cái này đẹp này, dưới 53kg. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Hoa quách cái lấy vàng bấm mã cho chị đi. Cái này đẹp lắm, bấm mã cho chị đi. 106. Em này em để mã số 11. Mã số 11. Hoa quách 106, thanh nghĩa sau rồi. Mã số 11. Các chị chia sẻ bài hộ em đi hôm. Hoa quách ơi chia sẻ cho chị đi. Chia sẻ bài cho chị đi. Hôm nay các chị trầm quá. Trời mưa. 106 Nhung Nguyễn xong rồi. Nhung Nguyễn xong rồi. Em có cái này màu lông chuột. Màu lông chuột size lớn tiếp này. 5758 cho đến 70kg. 5758 cho đến 70kg nhé. 5758 cho đến 70kg. Cái này đẹp. Em này em để mã số 51 màu lông chuột. Mã số 51 màu lông chuột cho các chị size lớn. Các chị size lớn mới mặc được cái này. Hàng rất là đẹp. Chia sẻ bài hộ em. Ok hoa quách. Chị nhìn thấy hoa quách rồi chị nhìn... Cái vàng của hoa quách rồi. Thanh Nghĩa sau. Thanh Nghĩa ơi em sau đấy. Hoa quách xong mà đến Thanh Nghĩa mà. Em có cái này rất là đẹp này các chị này. Em đang còn rất nhiều đồ đẹp đấy. Các chị đợi em chút nhá. Cái này đẹp này các chị này. Dưới 53kg. 53kg quay đầu lại, cái này thì mới nguyên nhé. Chia sẻ bài cho em còn 180k. 53kg quay đầu lại nhé. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Cái này đẹp lắm. Đây. Đây nhé. Duy nhất một chiếc thôi. Em này em để mã số 77. 53kg quay đầu lại. Mã số 77. Cảm ơn hoa quách nhé. Cảm ơn hoa quách. Mã số 77. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Cái 77 đấy đẹp nhỉ. Cái 77 đấy đẹp thế. Xin chào Nhung. Em có cái này kiểu dạ lửng này. Dạ lửng là 150k. Chia sẻ bài cho em còn 140k nhé. Cái này mới nguyên này. 150k chia sẻ còn 140k nhé. Đây. Cái này cho các chị dưới 53kg. Dưới 53-54kg. 150k chia sẻ còn 140k này. Em này em để mã số 2. Mã số 2 nhá. 150 chia sẻ còn 140. Mã số 2. Các chị chia sẻ bài hộ em. Em có một cái áo khăn này các chị này. Áo khăn này hàng hiệu nhá. Áo khăn này. Áo này chắc là rất là sang đấy. Hả? Áo khăn này rất là sang này các chị này. 180 chia sẻ còn 190. Ôi. 190 chia sẻ còn 180. Nhầm. Em này là cho các chị size 60 cho đến 70kg mới mặc được các chị nhá. 60 đến 70kg này em mặc nó bị lướt lắm. 60 đến 70kg này. Đây. Hàng rất là đẹp 60 đến 70kg. Em này em để mã số 10. Mã số 10. Áo khăn đấy.
Mã số 10. 60 đến 70 kg. Cái đấy đẹp lắm, áo khăn nó rất là hiếm. Mã số 10. Em có cái này làm áo, cái này size S thôi. Số 10 của chị Hương Đinh. Số chị Hương Đinh cái đấy rất là sang này. Em này là 150k chia sẻ còn 140 này. Một lông chuột nhá. Em này 51kg em mặc vừa jean, 51kg em mặc vừa jean này. Các chị 51kg quay đầu lại, 51kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 140. Chị Hương Đinh chia sẻ bài của em nhá. Em này em để mã số 28. Mã số 28, cái này dạng ép một lớp đẹp nhỉ. Mã số 28. Chị Hương Đinh có mấy cái đẹp. Mã số 28. Đợi em lấy thêm ít đồ nhé. Các chị đợi em một chút nhé. Mình nhìn thấy có màu xanh. Các chị đợi em tí nhé. Có rất nhiều áo đẹp luôn. Đợi em một chút. Em có một cái này dáng rất là đẹp tiếp này. Đây. Cái này là cho các chị 53kg quay đầu lại, 52-53kg quay đầu lại nhá. Chia sẻ bài cho em còn 180k, 190 chia sẻ còn 180 thôi. Cái này đẹp lắm. Em này em để mã số 47. Mã số 47 này. Cái này màu lông chuột. Mã số 47 đâu. À em có một cái màu xanh coban dáng ngắn này. Cái này dáng ngắn nhá. Dáng ngắn là 150 chia sẻ còn 140 thôi. 150 chia sẻ còn 140 này. Đây nhá. 55kg quay đầu lại này các chị này. 55kg quay đầu lại, màu xanh coban. Cho các chị size M lớn đấy. Em 51kg em mặc rộng. Em này em để mã số 80. Mã số 80, 51kg mặc rộng. Mã số 80. Chia sẻ bài hộ em. Em có một cái choàng này. Có một cái choàng. Cái này chất kiểu trần bông nhẹ bên trong nhá. Cái này là trần bông nhẹ bên trong này các chị này. Đây. Cho các chị 57-58kg quay đầu lại. 57-58kg quay đầu lại nhá. Cái này sang đẹp các chị này. 57-58kg quay đầu lại. Em này em để mã số 49. Mã số 49. 57-58kg quay đầu lại. Mã số 49. Chia sẻ bài hộ em đây các chị. Chia sẻ bài hộ em đây ạ. Mã số 49. Em có một cái màu vàng bò dạng ngắn này. Dạng ngắn là 150k chia sẻ còn 140k màu vàng bò. Cái này em thấy ghi là size 55. Size 55 này. Em 51kg nhé. Em 51kg này. Đây. Cái này là 51kg quay đầu lại. 51kg quay đầu lại nhé. Chia sẻ bài cho em đi ạ. 51kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này em để mã số 104. Mã số 104 dạ ép mịn. Dạ ép mịn mã số 104. Cái vàng bò này đẹp này. Hàng hiệu luôn. Bên trong là lót một lớp lụa đấy các chị ạ. Bên trong là lót một lớp lụa nhé. Đây. Em này là cho các chị dưới 53kg. Dưới 53kg nhé. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Dưới 53kg này. Cái này đẹp này các chị này. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Em này em để mã số 54. Mã số 54 dưới 53kg. Mã số 54. 109 chứ. 104 chứ Thanh Nghĩa. Cái đấy là 104 mà, bấm lại mã cho chị đi. Bấm lại mã cho chị đi. Cái đấy đẹp lắm. Chất dạ mịn ép luôn. Của Thanh Nghĩa. Một trăm linh bốn của Thanh Nghĩa. 104 của Thanh Nghĩa. Em có cái này dạ ép tiếp để dạ ép cho các chị size lớn nhá. Dạ ép cho các chị size lớn này. Đây. Cái này là cho các chị 55kg cho đến 60kg. 60kg quay đầu lại nhá. 60kg quay đầu lại. 60kg quay đầu lại. 60kg quay đầu lại nhá các chị nhá. Đây đẹp. Ok Thanh Nghĩa. Em này em để mã số 35. Mã số 35. 60kg quay đầu lại. Mã số 35.
một cái siêu phẩm luôn nhá. Siêu phẩm này 230k chia sẻ cho em còn 220k này. Cái này gọi là siêu phẩm luôn, giả ép mới tinh luôn. 230 chia sẻ còn 220 này. Đây nhá. Cái này là cho các chị size từ 50kg cho đến 57-58kg. 50-57-58kg nhá. Đây. Cái này đẹp lắm. Chất cực kỳ thích luôn, mới. Chia sẻ bài cho em còn 220k. Đây. Cái này em mặc nó bị rộng quá. Em này em để mã số 34. Mã số 34 này, mới nguyên nhá. Mã số 34. Chia sẻ bài hộ em mã số 34. Toàn áo đẹp không ấy chị. Mã số 34. Quay 34 của Hương Đinh, 34 của Hương Đinh. Đấy, thấy chưa? 34 của Hương Đinh. Em có một tiếp một cái này siêu phẩm tiếp này. Chia sẻ bài cho em là các chị chia sẻ bài hộ em đi nhá. Siêu phẩm tiếp, cái này là cái trần bông đấy các chị nhá. Trần bông bên trong này. Cái này siêu phẩm tiếp nhá. Cái này là cho các chị size từ 55kg cho đến 60-62kg. 55-60-62kg. Đây, đẹp lắm. 55-60-62kg. Cái này rất là đẹp luôn. Em này em để mã số 65. Mã số 65 cho các chị size lớn nhé. Cho các chị size lớn mã số 65. Em có một cái này là gọi là gì nhỉ? Kaki, kaki. Em có một cái áo kaki này các chị này. 150k chia sẻ còn 140k này. Kaki này các chị trong miền Nam rất là thích luôn. 65 của chị Hương Đinh. Chị Hương Đinh toàn thích kiểu suông suông đẹp nhỉ. Đẹp lắm chị Hương Đinh ạ. Đây, em có cái kaki này 150 chia sẻ còn 140. Cho các chị 55kg quay đầu lại. 50 chia sẻ còn 140. Cho các chị 50kg quay đầu lại. 50kg quay đầu lại. Cái kaki này mới tinh nhá. Kaki này mới tinh luôn. Em này em để mã số 4. Nguyễn Thị Thu Hà bảo S à? S thì đợi chị tí đi. S thì đợi em một chút. Em có cái màu rêu nhá. Dạ màu rêu này đẹp này các chị này. Trời ơi dạ hôm nay rất là đẹp. Lô hàng hôm nay rất là đẹp luôn ấy. Đây. Cái này là cho các chị size 57kg quay đầu lại. 57kg quay đầu lại nhá. Chia sẻ bài cho em còn 140k. À 180k chứ. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Đây nhá. Đẹp. Đẹp cực kỳ luôn. Em này em để mã số 29. Màu rêu. Mã số 29. Mã số 29. Hàng rất là đẹp. Mã số 29. Các chị chia sẻ bài hộ em đi. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ nhá. Em có cái này bánh bèo. Bánh bèo này. Cái bánh bèo này là 150k. Chia sẻ bài cho em còn 140k này. Cho chị nào bánh bèo một tí nhá. 29 của Hương Đinh. Bánh bèo này các chị này, mới nhá, mới nhá. Hoặc là chị nào có con gái 51kg quay đầu lại thì lấy cho con gái này. Đây. Em bán 150k chia sẻ còn 140k thôi. Cái bánh bèo này nhá. Cái bánh bèo này đẹp lắm. Mới này, màu này tây. Màu này tây lắm. 29 của chị Hương Đinh. Em này em để mã số 22. Mã số 22. 150 chia sẻ còn 140 nhá. Bánh bèo. Chị nào lấy cho con gái dưới 51-52kg thôi. Dưới 51-52kg. Chị nào lấy cho con gái thì lấy cái đấy. Em có một cái màu xanh coban giả ép. Màu xanh coban giả ép này các chị này. Màu xanh coban giả ép nhá các chị nhá. Siêu phẩm luôn. Đây. Cái này dáng lửng thôi, siêu phẩm. Nhưng mà dáng lửng thì em chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này mới nguyên. Em này dưới 52kg thôi. Dưới 52kg nhé. Dưới 52kg. Em này em để mã số 64. Mã số 64. Dưới 52kg. Mã số 64. Chia sẻ bài hộ em. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Mã số 64. Em có cái này đẹp tiếp này các chị này. Đây anh lấy được cái nhóm này này. Đây cái này đẹp này các chị này. Cái này dáng lửng tiếp nhá. Cho các chị dáng lửng này chia sẻ bài cho em còn 140k này.
cho các chị 55kg cho đến 60-62kg. 55-60-62kg, cái này mới nguyên nhá. 55-60-62kg. Dáng lửng các chị chia sẻ vào cho em còn 140k thôi. Em này em để mã số 79. Mã số 79 nhá. Cái này áo dáng lửng. Mã số 79. Chia sẻ bài hộ em, các chị chia sẻ bài hộ em ạ. Mã số 79 cái đấy. Em có một cái dạ em một lớp màu mận này. Dạ em một lớp màu mận nhé. Cái này size bé thôi. Dạ em một lớp màu mận size bé. Cái này là cho các chị dưới 51kg thôi. Chia sẻ bài cho em còn 140k dưới 51kg. 79 của chị Hương Đinh. 79 của chị Hương Đinh. Dưới 51kg này chia sẻ bài cho em còn 140k. Đây, cái này đẹp lắm. Size S thôi nhá. Size S thôi ạ. Em này dạng em một lớp đấy các chị ạ. Em này em để mã số 92. Mã số 92. Chia sẻ bài cho em, các chị chia sẻ bài hộ em. Anh ơi lấy cái nhóm nhóm ở chỗ cái sọc kia ra. Em có một cái này em. Ừ. Từ đó ra chứ. Ừ. Cái này là cho các chị từ 55kg cho đến 60kg. 92 của Tình Nguyễn. 92 của Tình Nguyễn. Cái đấy size S thôi chị Tình Nguyễn nhé. Đây. Cái này chia sẻ bà cho em còn 140k này. Chia sẻ bà cho em còn 140k. Cảm ơn chị Thu nhé. Đây, chia sẻ bà cho em còn 140k. Em này em để mã số 8. Mã số 8. Chia sẻ bà cho em còn 140k. Mã số 8. Các chị chịu khó chia sẻ bà hộ em đi ạ. Em có một cái em dạ ngắn màu xanh kiểu dạ lông ấy, mới tinh luôn. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Hôm nay các chị hơi trầm. Chia sẻ bài hộ em đi các chị nhá. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Em có cái này dạ ngắn lông á, dạ ngắn lông màu xanh cổ vịt, cái này màu xanh cổ vịt đúng không? À vâng chị Tình Nguyễn. Đây màu xanh cổ vịt này. Cho các chị dưới 52kg. Dưới 52kg chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này mới nguyên luôn. Em cảm ơn chị Hương Đinh nha. Hôm nay rất là nhiều cái đẹp luôn. Em này em để mã số 42. Mã số 42. Hôm nay các chị đi đâu hết chầm chầm đó. Đây em có cái này rất là đẹp tiếp này. Cái này còn nguyên tang mát của bên Hàn luôn nhá. Cái này còn nguyên tang mát của bên Hàn luôn này. Đây cái này chắc rất là thích luôn. Để bút đi bút đi nào đấy. Ừ đi. Đây cái này là cho các chị. Cái này là cho các chị size 55kg cho đến 65kg. 55kg cho đến 65kg. Các chị mặc đến đâu các chị rút đến đấy hộ em nhé. Chia sẻ bài cho em còn 180k. 55 đến 65kg. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Em này em để mã số 43. Mã số 43. Đẹp, cái này đẹp lắm, mã số 43. Các chị chia sẻ bài hộ em đi, vào chia sẻ bài hộ em với ạ. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ đi. Em có cái này áo phao này, áo phao màu ghi nhá. Áo phao lông vũ màu ghi này. Áo phao lông vũ màu ghi hình như cái này của áo nam à? Hình như cái này áo nam đấy các chị ạ. Áo nam này chia sẻ bài cho em còn 260k, chia sẻ còn 250k này. Cho các anh hình như là phải 60-65kg nhé. 60-65kg này. Áo nam màu ghi lông vũ nhé. Áo nam màu ghi lông vũ mới tinh luôn. 260 chia sẻ còn 250 này. Đây, cái phần cổ này các chị tháo rời ra nhé. Con mũ này tháo rời ra cho em nhé. Tháo rời ra cho em. Ok Hiền. Cái mũ này tháo rời ra cho em nhé. Cái áo nam này lông vũ đấy. Em này em để mã số 18. Mã số 18. Nó lẫn ở trong kiện phao nữ của em. Mã số 18. Con kẹp cái mã số 18 thôi mẹ. Em có một cái này chất mỏng nhẹ thôi. Chất mỏng nhẹ thôi nhá. Cái này là cho các chị nào size S thôi này. Em bán 100k thôi này. Chia sẻ bà cho em còn 100k thôi nhá. Đây size S thôi. Cái này size S thôi mới tinh luôn. Kiểu chất mỏng nhẹ thôi. Size S dưới 51kg. Dưới 51kg này. Chia sẻ bài cho em còn 100k. Em này em để mã số 21. Mã số 21 này sai em nhé. Các chị phối với chân váy công sở đi làm cho em rất là đẹp. Kiểu mùa thu á.
Mùa thu thu mà cái đấy rất là đẹp nhé. Mùa thu. Em có cái này sang ép tiếp. Hàng rất là đẹp luôn các chị nhá. Cái này sang ép tiếp này. Đây. Cái này cho các chị dưới 51 kg. Dưới 51 kg nhé. Đây, dưới 51 kg. Chia sẻ bà cho em còn 140k. Cái này sang ép này. Em này em để mã số 89. Mã số 89. Các chị có thích len không? Để em làm len, em đang còn một ít len rất là đẹp luôn. Len váy ấy. Còn một ít len váy rất là đẹp. Nếu mà các chị thích len thì báo em để em làm len nhé. Em có cái này rất là đẹp để cho chị nào kiểu tin tin nhá. Hôm nay các chị hơi trầm trầm với dạng size M, size M này. Size M dưới 55 kg. Dưới 55 kg nhá. Size M cái này mới nguyên này. Mới nguyên dưới 55 kg size M. Em thích màu trắng mà nhỏ quá. Vậy à Thủy Trần, cái màu trắng nó đẹp lắm. Em này em để mã số 38. Mã số 38. Còn cái nào S không ạ? Có, em đang có size S nhiều các chị nhá. Làm mấy cái S đi. Mã số 38. S này, cái S màu sữa này, dáng vét này. S màu sữa dáng vét này các chị này. Chia sẻ bà cho em áo ngắn này, chia sẻ bà cho em còn 140k. Hả? Em này là cho các chị dưới 51 kg quay đầu lại. 51 kg quay đầu lại các chị nhá. Đây size S này. Chia sẻ bà cho em còn 140k size S nhá. 51 kg quay đầu lại size S thôi. Em này em để mã số 41. Mã số 41 chia sẻ bà cho em. Em còn một cái màu áo vest ngắn tiếp này. Áo vest ngắn size S này. 100k chia sẻ bà cho em còn 100k. Cái này mới tinh nhá. Mới tinh thịt tinh luôn. Cái này các chị. Hả? Thủy Trần là có màu trắng 55k không? Sao 55k để cơ? 55kg chứ. Đợi tí Thủy Trần nhá. Đây. Cái này là cho các chị dưới 51kg thôi, dưới 50kg thôi, 100k này. 45 đến 50kg 100k, áo khoác nhẹ khoác ngoài váy á. Các chị khoác ngoài váy cho em nhá, mới tinh 100k. Em này em để mã số 61. Mã số 61 nó lận ở trong kiện áo dạ của em đấy. Mã số 61. Đây cái trắng này, cái này màu sữa này. Cái này chắc là để em mặc xem nó như nào. Cái này là hàng hiệu luôn đấy. Đây. Cái này là cho các chị dưới 54-55kg này. Dưới 54-55kg nhá. Đây, cái này đẹp lắm. Dưới 54-55kg. Em này em để mã số 101. Mã số 101 dưới 54-55kg, mã số 101. Nhưng mà Thủy Trần thích áo ngắn cơ. Em này là size M này. Em này size M này các chị này. Đây. Dưới 54kg size M. Dưới 54kg size M. Em này em để mã số 48. Mã số 48 dưới 54kg size M. Mã số 48. Hả? 10 rưỡi rồi à? Hả? Các chị có thích len không? Để em làm cho các chị ít len ạ. Có thích áo len không? Hay là nghỉ nhỉ? Hôm nay các chị hơi trầm nên em xin phép em nghỉ sớm nhé. Em xin phép nghỉ sớm để mai em đi làm nhé. Em xin cảm ơn tất cả các chị. Em xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em xin phép nghỉ sớm hôm để mai em đi làm. Dạ ngắn màu trắng á. Dạ ngắn màu trắng hả em? Để chị tìm xem rồi có chị inbox cho nhá. Có chị inbox cho. Dạ ngắn cơ mà. Dạ ngắn màu trắng cơ. Ừ có, để chị tìm cho. Nếu mà chị làm hàng có chị tìm cho Thủy Trần nhá. À Thủy Tiên nhá. Em xin cảm ơn tất cả các chị, em xin chào tất cả các chị. Hôm nay em xin phép nghỉ sớm một hôm. Em xin chào mọi người ạ.